robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình trong Umbrella Simulator, tựa game vật tay. Thì cái tựa game này tuần này cũng đã cập nhật phiên bản mới của nó. Và với một lý do thần kỳ, trong thời gian đầu tiên ra mắt á, khoảng tầm 10 tiếng đầu tiên ra game, nó bị lỗi khá là nhiều, bị bug, bị leak, bị sai số tùm lum tà la hết. Nên nếu bạn có chơi tựa game này vào trong giai đoạn đó, để trở nên pro rất là nhanh, trong đó có mình. Nội dung chi tiết thế nào hãy theo dõi hết video nha. Thì video gần đây nhất á, mình có nói về vấn đề rebirth, super rebirth. Trong đó một số bạn comment xác nhận thông tin Super Rebirth, chúng ta thể try lại cho những người chơi khác. Chắc có lẽ hôm trước mình làm video thì cái người mình muốn try họ đang ở cái world cao hơn mình. Rồi thì bây giờ mình sẽ review với bạn về cập nhật mới nhất của game. Một thế giới mới, từ bãi biển mình sẽ đi qua bên Nuclear Bunker 20T và defeat con Raikon. Các sự kiện ảnh hành tiếp vẫn còn nha mọi người. Đây là cái nơi các bạn kiếm được những con bé mạnh nè, mạnh hơn rất nhiều so với lại con bé bên Nuclear Bunker. Nếu bạn chơi xuyên xuyên á thì thể kiếm được cái con Ghost Devil Crab này, một con cua legendary. Nếu mà so sánh với lại thế giới này á thì nó mạnh ngang ngửa với lại con bé 5% của Nucleus, tức là cái trứng cao cấp nhất từ Nucleus Bunker này. Và đây, để escape khỏi bunker qua được thế giới mới thì các bạn cần defeat con Mutant King. Con này là 1.2 QE nha, thì khoảng đâu đó 1.8 QE cũng như kết hợp với Autolic. Chỗ này chúng ta cho khoảng tầm 10-20 millisecond thôi. Các bạn đã defeat được con boss này rồi, sau đó tiếp tục cày cuốc tiền thôi, lên 5 QE ha. Khu vực này là khu vực Dino World. Thì 10 tiếng đầu tiên ra game, những cái trứng này bị lỗi nha, số liệu nó bị sai, nó rất là rẻ luôn. Bây giờ lên 3.5 SX nè, cái trứng cuối cùng nha mọi người, đã điều chỉnh là chỉ số của nó thì nó mắc hơn gấp đâu đó 200 lần hay bao nhiêu ấy. Còn lúc đầu tiên ra mắt, nếu mình nhớ không nhầm á thì nó cũng là 240 QA, nó bằng cái trứng này luôn. Và chính mình đã lợi dụng cái bug đó, cái sai sót đó, có được full team. Mình là 20 con đều là Rainbow Gem Triceratops, nâng cấp về lên voi hết trơn rồi, từ thường lên golden lên voi. Sau đó bên Mutation thì mình lên Rainbow, cộng thêm 35% dam nữa. Và 20 con này đều có engine là Winner, Winner 3. Nó cho mình nhiều cái Winner hơn, nhiều cái cấp hơn, kiếm tiền nhanh hơn. Ngày hôm nay thì không biết game nó fix chưa, để mình xem. Tại vì bên này chúng ta sẽ không có bicep, mà các bạn phải đi đu xà như vậy nè. 8.2T, với tài khoản của mình ha, 8.2T. Rồi hand thì vẫn còn, hand là 29.5T. Nên thiết nghĩ khi bạn qua được bên này thì hãy training cái hand. Còn không á thì chúng ta quay trở về khu vực cũ. Vô cái này nè mọi người, bicep đúng không? Barbell 59.3T, đi qua đây 64.1T, nó có cái búp world nè, world boost 35%. Càng về thế giới càng sâu thì cái búp sẽ càng nhiều. Còn về quái thì sao? Về NPC, con đầu tiên 50 QA, easy peasy. Con thứ hai Dino 150 QA, cũng rất là easy. Con thứ ba 200 QA, ten, rất nhanh chóng thôi. Nhưng mà tới con thứ tư trâu bò hơn rất nhiều, 54 QA. Thì nếu bạn giống mình, có thể farm con thứ ba này, nhà khảo cổ học. Và như mình nói, cách cày tiền tốt nhất là hãy cho engine con pet là engine Winner Winner. Winner Winner 3 nè, tốn 33 kiểu rebirth. Mỗi lần rebirth là một đơn vị tiền. Cứ rebirth rồi mua, rebirth rồi mua, rebirth rồi mua. Thì sẵn đây sau cái bạn coi luôn. Chúng ta có một engine tên là Best Friend, giống từ game pet đúng không? Best Friend từ 1 tới 5. Best Friend 5 nó sẽ là mạnh nhất, copy 75% sức mạnh của bé mạnh nhất chúng ta. Ví dụ con bé của mình là 1 triệu dam, con này chỉ là 756.000 thôi, nhưng mà mình ví dụ chẳng đi, 1 triệu. Thì những con bé cho dù sức mạnh nó cùi, nhưng mà nó có Best Friend 5 thì sức mạnh sẽ là 750.000 dam, 75% sức mạnh mà. Cho nên những con Best Friend này hiện tại trong cái việc trading á, nó rất là có giá trị luôn. Rồi bên góc trái bạn thấy chúng ta sẽ có thêm một cái nhiệm vụ cho những người mới chơi á, win 15 cái battle bất kỳ ở máu nào cũng được, cũng như là treo máy trong game 45 phút. Và hiện tại trong game không giới hạn nhiệm vụ, tức là bạn lấy 10 con cũng được, 100 con cũng được, cứ làm đúng thôi, ở trong game 45 phút và win 15 battle. Con bé này là 2.000 dam nè, ở trong game 60 phút và win 30 battle. Tuy là tựa game này rất dễ chơi, nhưng mà nếu bạn nghiên cứu kỹ, nó không dễ chơi như mình tưởng. Ở đây có trứng event mới nè, con bé 0.01% là 7.500 dam đúng không? Thì mấy con bé vài ngàn dam với vài chục ngàn dam trong tựa game này không nghĩ địa gì hết. Nếu bạn muốn chơi tựa game này nhanh, gọi là chơi free to play á, cần phải có những con bé mấy trăm ngàn dam như vậy, thì may ra mới training đỡ tốn thời gian. Bao nhiêu bạn chơi tựa game này free to play đã chinh phục được Nuclear Bunker. Bây giờ tiền mình nó rất là nhiều, không biết là bao nhiêu số nữa. Mình sẽ xóa hai con này, mở một trứng coi. Ấy cha, không đủ tiền luôn. Khoan để mình coi bên này với bên kia bên nào nhiều hơn nha. Bên này mỗi lần nó lên cho mình khoảng tầm 30, từ 200 lên 230. Quay trở về con boss coi. Mutant King 236. Ô không, khoan, từ từ. Như vậy á, các bạn nên qua thế giới mới nha. Con boss này nó trâu hơn, nhưng mà cái số tiền mình kiếm được nó ít hơn. Ngoài ra phía này cho chúng ta thêm mỗi trò chơi khá là quen nè. Đi farm mấy cái này, tăng sức mạnh đồ. Có vẻ như là bao nhiêu đây tiền mới mở được một trứng thì vậy. Vẫn thiếu à. Bởi cái bữa mới ra game á, ai mà chơi là sướng lắm mọi người. Mình sẽ mở trứng kế cuối đi, 500 QE ha. Ôi vẫn thiếu tiền à. Vậy trứng này thì sao, 150. Như vậy mới có đoạn tiền nó dài như vậy.
nó tương đương với lại QE. Chỉ mở được cái trứng 150 QE thôi. 75.000, 120.000. Một sự cân bằng quá đáng các bạn. Cân bằng tới mức mà bây giờ phải cậy tiền rất là chua luôn. Mỗi lần Super Rebirth nó cho các bạn thêm 100% boost với lại một cái Super Rebirth token. Nếu bạn không mua cái gì trong này thì coi như được bonus thêm 100%. Còn nếu bạn nâng cấp trong này thì là hồi vốn. 321, bang bang, auto train, rất nhanh chóng thôi. Auto fight. Để mà trading được từ game này các bạn phải rebirth 3 lần. Rebirth và trading thôi. Mình có nói với bạn này chờ tới cuối video đó bạn. Cách đây vài bữa mình mua mấy cái con mà trên 100.000 phải tốn tiền lắm luôn á. Nhưng bây giờ không cần nữa, mình đã quá mạnh rồi. Rồi cho bạn này một con. Ok, con gì đây? 85x. Nhưng mình có nói là cái việc trade từ game này nó phải theo world á mọi người. Cho nên bây giờ mình phải đi qua những cái world tương đương với các bạn trong server ha. Một bạn trade tiếp nè. Không biết bạn này là ai luôn. Ok, cho bạn một con. 330.000. Rồi bạn này cũng là world 3 nè các bạn. Bạn này thì có mặt trong danh sách bạn bè của mình ha. Mình sẽ cho bạn này 440.000. Ồ mà không biết những con này nó có tính những con mình trang bị không ta? Chắc là không nhỉ. Đúng rồi, những con mình trang bị nó loại ra nhá, nó không tính. Nó mà cho luôn là chết tôi á. Rồi thì sau khoảng tầm gần 10 phút treo bot mình đã gần đủ 20 tê tiền. Để kiếm được tê tiền, thứ nhất là các bạn phải có boost. Bên góc trái nè, cái boost 34 phút ha. Double win, tức là gấp đôi tiền. Thứ hai là bạn sẽ mua game pass. Và thứ ba như mình nói hồi đầu video, các bạn sẽ có những con pet với enchant của nó là winner winner. Và cao nhất là 3. Team mình 20 con này là winner winner 3. Cho bạn thấy mỗi lần mình kiếm được khoảng tầm 337 tỷ. Đây là số tiền cao nhất mình kiếm được sau khi dùng tất cả mọi cách. Với lần này mình quay trở lại nước lia bunker không tốn nhiều thời gian như trước. Mình sẽ cho bạn này một con 560.000. Tại vì bạn này cũng là friend của mình. Nãy giờ training hết 10 phút rồi đi qua world 4 đó các bạn. Với tầm 20 tê tiền thì mình thay super rebirth tiếp nè mọi người. Hỏi chúc mừng những bạn nào mình trade được trong server. Cảm ơn mọi người theo dõi và hẹn gặp lại trong những nội dung tiếp theo nha. Rồi xin chào.